Sau đây để khắc ghi thêm công thức này thì chúng ta sẽ vào một số ví dụ vận dụng để chúng ta làm bài tập. Đầu tiên chúng ta xét cái ví dụ số 1, chúng ta sẽ làm về cái bài tập dạng định tính. Câu hỏi như sau: tại sao cùng một dòng điện chạy qua thì dây tóc bóng đèn nóng sáng lên nhiệt độ cao, còn dây nối với bóng đèn thì hầu như không nóng lên? Câu hỏi rất hay. Nhớ nhá, dây tóc thì nóng sáng còn cái kia thì không. Chúng ta chú ý như thế này: đây là mạch kép nối tiếp, và như vậy thì về nguyên tắc cường độ dòng điện chạy qua sợi dây và dây tóc bóng đèn là như nhau, tức là y như nhau. Một thằng thì nóng sáng, một thằng là không. Tại sao vậy? Bởi vì ở đây cái bí kíp của người ta đó là dây tóc thì làm bằng wolfram, dây nối thì làm bằng đồng. Đồng thì có điện trở thấp, điện trở suất thấp, tức là điện trở rất nhỏ. Còn wolfram thì có điện trở lớn hơn nhiều lần, lớn nhiều lần. Và cái dây wolfram này người ta còn cho cái tiết diện. Đấy, tiết diện của dây wolfram này nó lại nhỏ nữa. Nên là về nguyên tắc là điện trở của wolfram người ta đã cố tình chế tạo cho nó lớn hơn nhiều lần so với điện trở đồng. Mà theo định luật Joule-Lenz thì ở đây các con nhìn này, Q bằng I bình phương nhân R nhân T. R của wolfram lớn hơn nhiều so với R đồng nên Q của wolfram cũng lớn hơn nhiều so với Q đồng. Đó. Thế và do